Alo, xin chào quý bạn. Hôm nay thì Quang và Hoàng có đi lại bộ phận một cửa của huyện Nhân Khánh để mà lấy ba cái quyển sổ hồng này. Thì ba quyển sổ hồng này sẽ nằm trên cồ đầu tư của viện bất động sản. Thì trong clip này Quang muốn chia sẻ với quý vị và các bạn cái lý do cũng như cách thức chiến lược mà Quang cũng như những người đầu tư chung cũng như viện bất động sản đầu tư bất động sản cho năm 2020 như thế nào. Các bạn, các anh chị cũng đã hiểu được rằng là năm 2020 kinh tế bị ảnh hưởng rất nặng vì tình trạng là dịch Covid. Tuy nhiên, anh về đầu tư bất động sản đối với Quang, Quang vẫn đi đầu tư bình thường và Quang đầu tư mạnh hơn so với những năm trước nữa. Thì lý do như thế nào thì ngày hôm nay Quang Hoàng sẽ chia sẻ. Thì hiện tại Quang Hoàng đang đứng ở tại một khu tái định cư. Thì Hoàng có thể giới thiệu sơ qua đây là vị trí khu vực cũng như là khu tái định cư này như thế nào và dành cho ai, quy mô của nó như thế nào. Rồi. Hiện tại thì Hòn với Quang là đang đứng ở đường D6. Và cái đường này rộng 20 m, là nó nối liền giữa đường Võ Nguyên Giáp, tức là tuyến đường huyết mạch mới mở của Nha Trang, rộng 60 m, đi từ Nha Trang lên đến Đà Lạt luôn các anh chị. Và phía bên đằng sau lưng của Hòn Quang đây là đường tỉnh lộ 2. Thì tỉnh lộ tức là cái đường lớn ở trong tỉnh, thì nó nối từ Diên Khánh lên đến Khánh Vĩnh đó. Về tương lai còn sẽ còn mở nữa, và cái đường này nối thông giữa hai đường đó đó. Thì cái con đường này mở ra, vì sao mở cái con đường này? Bởi vì cái con đường này mở ra để mà nó phục vụ cho cái việc là sang năm, nhanh nhất là sang năm, và có thể là đương nhiên là có thể mình không thể nói trước 100%, nhưng mà theo kế hoạch thì có thể là sang năm huyện Diên Khánh hiện tại sẽ được nâng cấp lên, nâng cấp đô thị, cái hạng đô thị lên sẽ trở thành thị xã Diên Khánh. Và lúc đó thì do cái vị trí hiện tại của các cái cơ quan ban ngành của huyện Diên Khánh nó đang ở trong cái thành cổ Diên Khánh á, thì vì thế nó bị chật tù túng quá, nên là người ta sẽ dời các cơ quan ban ngành của Ủy ban nhân huyện Diên Khánh ra cái khu vực xã Diên Lạc này. Và kéo theo đó là đương nhiên là khi mà nó dời vậy thì tốc độ xây dựng này nọ thứ rất là nhiều, cũng như là mở những con đường như vậy, kiểu như vậy, thì dẫn đến là sẽ phải có những khu đất để tái định cư và phải mở mang phát triển để hạ tầng đô thị đường xá. Và đó là cái cơ hội, cái tiềm năng rất là lớn mà nó không bao giờ nó lặp lại đó, tại vì anh chị hiểu rồi đúng không, từ một cái huyện lên đến thị xã, và sau này nếu nó phát triển nữa thì nó sẽ lên thành phố. Đương nhiên là giá ngàn tăng thôi, không bao giờ nó giảm được, đó là điều một chắc chắn 100%. Còn tăng bao nhiêu thì mình không biết được, nhưng mà mình biết một điều chắc chắn là nó sẽ tăng, và tăng lên rất là nhanh theo cái hạ tầng đô thị nó ngày càng hoàn thiện như vậy. Thì phía bên phải của Quang với Hoàng đang ngồi trên xe đây á, là quy hoạch của nó là trường tiểu học. Thì Hoàng có thể nói sơ qua về cái quy mô của trường tiểu học này, lấy từ từ bao nhiêu thửa đất rồi đó. Cái phía bên tay phải mình đây là cái chỗ này là bao gồm có 17 lô đất đó, thì thuộc cái tờ bản đồ số 03, bắt đầu từ cái thửa 553 cho đến là cái 553 đến 556, rồi từ 659 cho đến là 670 đó, thì 17 lô thuộc tờ bản đồ số 3 của xã Diên Lạc. Thì trước đây nó được quy hoạch là đất thể dục thể thao đó, nhưng mà hiện tại là theo cái nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Diên Khánh đó, thì đã điều chỉnh quy hoạch rồi, và nó sẽ thành trường tiểu học Diên Lạc đó, với diện tích nó là 12.186 m², anh chị. Nó rất rộng và nó ngay đối diện cái khu tái định Tái cư định luôn cư. đó. Khu tái định cư này thì rộng, rất là rộng, đến không đến 3 hecta, 3 hecta nha, 3 hecta, để phục vụ tái định cư cho những cái hộ dân ở trên đường tỉnh lộ 2 đó. Khi người ta bị giải phóng mặt bằng đó, bị mở đường đó, thì họ sẽ bị ảnh hưởng, thì họ sẽ không có còn nhà nữa, thì sẽ được đưa ở đây để sống ở đây đó. Thì cái cơ hội nó nằm ở cái chỗ đó, là vừa nãy ông nói đó, hạ tầng nó càng hoàn thiện thì giá nó sẽ tăng lên, dân cư nó về càng lúc càng đông thì giá nó cũng sẽ tăng lên. Vấn đề là nó đang hoàn thiện, nó đang làm luôn rồi đó. Thì phía bên trái này là khu tái định cư và nó sẽ có một đường đi thẳng vô ba lô đất mà Quang mới vừa đưa lên. Thì ông có thể nói sơ qua về khu tái định cư này. Thì khu tái định cư này như nãy vừa Hồng vừa mới giới thiệu với anh chị đó, tức là nó sẽ phục vụ cho những cái hộ dân mở rộng ở đường tỉnh lộ 2, và họ sẽ những hộ bị ảnh hưởng đó sẽ được đưa vào đây để cấp đất ở đây đó. Và ở đây thì quy mô của nó là đến 3 hectare các anh chị, người ta sẽ làm hạ tầng, nhà nước sẽ làm hạ tầng, sau đó là cấp cho những cái hộ dân vào đây ở đó. Và đương nhiên là dân càng ngày càng đông thì giá cái khu vực nó sẽ nhộn nhịp lên, giá nó sẽ lên, đối diện cái đường tiểu học nữa như các chị thấy. Và từ cái đường D3 này mai mốt mà đi về đến cái ba cái lô đất mà quen mua đó, thì nó sẽ khoảng cách nó còn khoảng ba độ 300 m thôi, rất là gần đó. Rồi, đó là sơ qua cái vị trí ở đây. Thì vô phần chính của clip ngày hôm nay rằng là
cách thức mà Quang cũng như anh em Học Viện Bất Động Sản đầu tư cho năm 2020 cũng như cái chiến lược trong 2021. Thật sự Quang nói với các bạn anh chị, năm đa phần năm nào thì cái chiến lược nó đa phần cũng giống nhau. Một là anh chị phải hiểu về cái quy hoạch, về cái pháp lý của cái mảnh đất mà anh chị đang mua. Thì những cái này là trong Học Viện Bất Động Sản, trong khối Bất Động Sản Việt Nam đã nói rất là kỹ. Các bạn anh chị phải cố gắng học và hiểu đúng nó để mình mua ít nhất là cái pháp lý mình đúng, để mà cái tối thiểu của một người đầu tư là phải cắt lỗ được. Tại vì nhiều anh chị mua không bán ra được luôn đó, thì không thể nào cắt lỗ được. Rồi bây giờ làm sao mà để mình mua đúng và nó tăng, thì Quang đã nói rất là nhiều trong những cái clip, đó là phải lời từ khi mua. Lời từ khi mua là anh chị phải hiểu được rằng cái khu vực này như thế nào và cái giá thị trường hiện tại đó là bao nhiêu. Và lời từ khi mua có nghĩa là anh chị hãy mua của người cần bán, anh chị nhớ nha. Rồi đó là cái lúc mà anh chị mua là phải lời từ khi mua, để cho anh chị có thể bán được trong vòng 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng, ít nhất là vừa vốn cắt lỗ hoặc là lời hơn chút xíu, là vì pháp lý nó đúng nè, về cái tiện ích, về cái đường đi, mọi thứ đó. Và cái tương lai nó tăng hay không là nhờ vào những cái tiện ích xung quanh, và bao lâu nó tới. Nó tới càng nhanh thì cái tiền mà anh chị lời á, nó càng lẹ. Giống như trong năm ngoái, năm 2019, Quang đã dẫn anh chị em đi mua rồi, và Quang cũng làm clip rồi, anh chị thấy rằng là mua có 3 triệu thôi và bây giờ là bán là 6 triệu, có nghĩa là trong một năm tỷ suất lợi nhuận nó lên 100% đó. Thì nhờ vào những cái hạ tầng, nhờ vào những cái thứ xung quanh mà người dân người ta tới, dân cư người ta tới, người ta ở, thì làm cho giá trị đất đó nó tăng lên đó. Nó dựa vào tiện ích nè, quy hoạch nè, về những cái chính sách của phường, của xã, của cái vị trí đó đó. Thì Quang muốn nói sơ qua rằng là năm trong 2020 Quang mua rất là nhiều. Lý do là như thế nào? Lý do là Quang lấy một ví dụ, năm 2019 mảnh đất đó đáng lẽ là 1 tỷ và người ta cũng không bán, tại vì nó quá ngon đi, người ta muốn giữ lên, tại vì người ta biết rằng 2020 nó sẽ lên nữa. Nhưng Covid tới thì bất động sản nó sẽ đi ngang và nó sẽ đi xuống, ví dụ như xuống gần 900 đi. Và nếu như cái người mua bất động sản đó, người ta cần tiền để người ta trang trải cho việc kinh doanh của họ, hoặc là người ta đang gồng ngân hàng và kinh doanh của ta không có đủ tiền, thì người ta phải bán. Và cái mùa 2020 này Quang mua được rất nhiều bất động sản tốt, vị trí tốt, giá tốt, đó là nhờ Covid. Và người ta là thuận mua vừa bán thôi các bạn, mình không có ép ai hết. Nhưng mà cái cơ hội đó thật sự các bạn nói là nó rất là hiếm khi mà xảy ra. Đó là lý do mà 2020 Quang mua rất là nhiều. Quang mua được vị trí tốt nè, Quang mua được giá tốt nè, Quang deal được với chủ nhà tốt nữa. Tại vì bây giờ không có ai, không có nhiều đầu tư để họ lại họ deal với chủ nhà. Và đặc biệt là khi các bạn có những người môi giới có tầm á, đại loại như mảnh đất này mình mua qua anh luật sư Hoàng, anh cũng là người môi giới bất động sản gần 7 năm nay rồi đó, và những người môi giới khác có tầm mà Quang làm việc nữa, thì những người môi giới này khi mà có hàng á, họ sẽ giữ lại, họ sẽ đưa cho những người đầu tư đi cùng họ trước khi họ rao lên thị trường. Và lúc đó sẽ rất là nhiều người tới, người ta làm giá, mình sẽ không có deal được. Nên các bạn phải hiểu được rằng lời từ khi mua là như thế nào đó. Người ta cần tiền, người ta phải đi du học, người ta đi nước ngoài, người ta chữa bệnh, người ta ly hôn, người ta phải làm một cái gì đó, người ta cần, người ta phải bán ra liền đó. Anh chị nhớ cái lưu ý nha, vấn đề đó rất là quan trọng. Và tiếp theo là phải hiểu rõ pháp lý của nó, quy hoạch hiện tại của nó, nếu như đất cho nông nghiệp thì có lên thổ cư được hay không, rồi tiện ích xung quanh là cái gì, như tại gọi như là tái định cư này là cái gì, rồi bao lâu tái định cư này hình thành xong, rồi bao lâu trường học có thể làm xong đó. Mình phải có những cái thông tin đó, các bạn chị nhớ điều đó. Rồi đó là cái ý của mình. Thì năm 2020 mình mua rất là bình thường đó, thay vì 1 tỷ, năm 2020 nó lên 1 tỷ, nhưng không, nó xuống còn 900. Nhưng không, người chủ nhà đó người ta cần bán, người ta bán ra những vị trí mình cần, xuống bán còn có 8.500 mà. Thì mình hỏi các chị rằng Quang cũng như các anh em khác có mua bất động sản năm 2020 nhiều hay không. Quang mua rất là nhiều, không những Quang mua hết tiền mặt của Quang mà Quang còn dùng đòn bẩy nữa đó. Nhưng mà tùy mỗi người, người ta phải tính. Thì Quang nói lại cái lý do dùng đòn bẩy, anh chị nhớ 3 yếu tố chính. Một là cái miếng đất đó nó phải tăng lãi vốn nhiều hơn cái tiền lãi mà anh chị đóng mỗi tháng. Hai là miếng đất đó nó phải tạo ra dòng tiền ít nhất là trả được tiền lãi, còn mỗi tháng chị trả gốc thì tiền chị bỏ vô nó vẫn nằm đó mà đó. Ba là anh chị phải có nhiều nguồn thu nhập khác để backup, nếu như miếng đất nó không tăng, miếng đất nó cũng không tạo ra dòng tiền, dù như xây nhà trọ cho thuê không ai thuê hết, thì ba anh chị phải có bao nhiêu nguồn thu nhập để backup. Đó là ba cái mà khi mà Quang dùng đòn bẩy. Ngoài ra còn những cái yếu tố khác nữa, như Quang có thể tín dụng, Quang có những thấu chi, Quang có những cái khác để mà backup. Nếu như ba cái chuyện này nó không thể cover được cái chuyện mà phải gốc lãi Quang phải trả nữa, thì Quang có những cái vấn đề khác như là thẻ tín dụng, nào là thấu chi đó, các anh chị thấy không, nó có rất nhiều. Thì cái rủi ro cái gì cũng vậy, nãy giờ anh chị nghe thấy cái vẻ Quang mua hợp lý quá, nào mua lời rồi mọi thứ nó tăng không, chắc chắn nó sẽ có rủi ro. Rủi ro là gì các anh chị? Đó là tiếp tục có những đại nạn khác, hoặc là chiến tranh, hoặc là sóng thần, hoặc là những cái thứ gọi là thiên tai, luôn luôn sẽ có những cái trường hợp đó.
Thì Quang cũng đã tính trước là nếu như năm 2021, 22, 23 gì đó, nếu như có những đại nạn khác thì Quang cũng sẽ lường trước được rằng là những miếng đất này Quang sẽ xử lý nó như thế nào. Đó, nên khi mà các anh chị đầu tư á, anh chị phải hiểu rõ rằng là mình đang mua cái gì, sắp tới nó sẽ là cái gì, nếu như những rủi ro tới là những rủi ro gì rồi mình giải quyết như thế nào. Rồi, thì anh Hoàng có thể thêm ý với một một cái điều nhỏ nhỏ nữa là khi mà các chị mua, ví dụ như ở khu vực này đi, chị nhìn quanh chị thấy ruộng không ạ? Thì với những người mà mới đầu tư thì người ta thấy là không biết chuyện nào nó phát triển được. Nhưng mà những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp á, là mình phải nhìn xem một chút đó, thì mình biết cái chỗ này nó sẽ có cái gì ở trong tương lai. Còn nếu mà mình thấy hiện tại xong rồi mình nản, mình không mua, thì nó là một cái điều rất là thiếu sót, rất là lớn. Tại vì nếu ai cũng thấy hết thì cơ hội mà ai cũng thấy hết rồi nha. Cái gì mà rõ ràng thì không còn gọi là cơ hội nữa, đúng không? Cái gì rõ ràng thì không còn là cơ hội nữa. Mà nếu mà mọi thứ nó hình thành hình hài rồi, khác rồi. Đó, thì không bao giờ có cái giá này nữa. Vậy đó, nó không bao giờ nó quay lại nữa các anh chị. Các anh chị hình dung giống như là các anh chị mua một cái quả trứng gà, các chị mua một con gà, nó khác nhau chứ. Đương nhiên cái quả trứng gà nó có thể nó nở ra con gà hoặc là không, đúng không? Chứ còn cái con gà thì chắc ăn rồi, đúng không? Đương nhiên rồi, nhưng mà nó giá một quả trứng gà, giá một con gà nó khác nhau. Nhưng mà con gà đâu, từ đâu ra, từ quả trứng đâu ra chứ đâu ra. Đó, và cho nên là mình phải nhìn nó xem một chút. Và một cái nữa là có một cái điều mà Hoàng luôn luôn nhấn mạnh với anh chị là cái vấn đề giao thông. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Bởi vì một cái vị trí, một cái lô đất nó đẹp cái nào nữa, nhưng mà đường nó quá nhỏ chẳng hạn, hoặc là cái giao thông nó đi lại không thuận tiện, thì anh chị rất khó để thanh khoản. Đó, đương nhiên là theo nguyên tắc thì đường xá càng ngày càng mở thôi, nhưng vấn đề là thời gian. Nếu mình mua một chỗ mà nó mở và quy hoạch 10 năm, 20 năm mà chưa thấy gì thì thật sự là rất là khó khăn trong cái việc thanh khoản. Đó. Và một cái nữa là như hồi nãy Hồng có nhấn mạnh ngay từ đầu cái clip đó, là cái cơ hội nó nằm ở cái chỗ là những cái vùng mà nó nâng được nâng cấp đô thị ấy các anh chị. Từ huyện lên thị xã, từ thị xã lên thành phố. Ví dụ như là vừa rồi anh chị thấy một cái thông tin rất là mới ở đây là ở đâu? Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức bây giờ đã nhập vô rồi. Trở thành là thành phố Thủ Đức nha các anh chị, thuộc thành phố Hồ Chí Minh. À, tức là nó sẽ có cấp chính quyền riêng này nọ thứ và nó thuộc của mình. Vì sao lại như vậy? Là bởi vì là bây giờ là ở Hồ Chí Minh họ thấy là cái này là nó cần phải có một cơ chế riêng cho cái khu vực này. Đó, và để nó năng động hơn, nó phát triển hơn, cũng như là định hướng trở thành là thành phố thông minh các anh chị, định hướng đó là thành phố thông minh, tức là sẽ đầu tư rất là mạnh về khoa học công nghệ ở cái khu vực này. Thì đương nhiên nếu mà những anh chị nào mà đã có bất động sản ở những khu vực này thì phải nói là xin chúc mừng các anh chị thật sự luôn. Anh chị đâu cần làm gì đâu, đúng không? Đương nhiên sẽ có một số người may mắn thôi, nhưng một số người khác là họ đã đón trước thông tin rồi, tức là khi mình nó còn dự thảo thôi, ở cái cấp độ dự thảo thôi, họ đã lo họ mua rồi. Thì bây giờ là một cái cơ hội vàng đó, vậy cơ hội vàng mà không phải phải nói là cả chục năm mới có một lần. Hoặc là xe hơn nữa, năm ngoái thì ở Bình Dương là có hai cái thị xã lên thành phố liên quan. Là hiện tại ở Bình Dương là có 3 thành phố Thủ Dầu Một nè, thành phố Bến Cát và thành phố Hoàng nhớ không lầm là Dĩ An. Thành phố Dĩ An đó là ở thì Bình Dương hiện tại có 3 thành phố nha kỳ. Thì cái số lượng 3 thành phố ở một cái tỉnh như vậy nó cũng nói lên là cái tỉnh này cực kỳ là phát triển, là cũng đúng thôi. Tại vì bây giờ chị thấy Bình Dương thì lý do là vì nó giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và nó phát triển rất là mạnh về công nghiệp, các khu công nghiệp tập trung ở Bình Dương rất là đông, cũng như là chính quyền của tỉnh này rất năng động trong cái việc mà chào đón các nhà đầu tư, thì đem đến cơ hội rất là lớn. Cho nên là những ai mà ví dụ đang kinh doanh nhà trọ hay đầu tư bất động sản ở Bình Dương thì cũng cực kỳ là phải nói là thuận lợi. À, thì một lần nữa là các anh chị thấy cái vấn đề giao thông, hạ tầng đô thị nó sẽ quyết định rất là lớn. Đó, là cái tiềm năng tăng giá của một cái bất động sản nó cũng phụ thuộc vào hai yếu tố này rất là nhiều. Đó. Hay là cái khu vực Suối Tân vì sao nó lại phát triển như vậy? Tại vì nó cũng có thông tin là nó sẽ từ xã nó lên đến thị trấn, nó sẽ nâng cấp lên. Đó, và đương nhiên lúc đó thì nó từ đất ở nông thôn nó sẽ lên đất ở đô thị, giá nó sẽ khác hẳn liền. Mà thật sự là nó giống như là thật sự nó dùng một cái từ là giống như cái đồng bảy đó quen. Mà đồng bảy này nó hay một cái là mình chỉ cần là mình nương theo nó thôi, nó tự động lên, đâu cần làm gì đâu. Đó, mình muốn cũng được đó, mà mình không muốn cũng không được, nó tự động lên thôi, rất là thuận tiện cho những người ai mà có đầy đủ thông tin khi mà đầu tư bất động sản. Rồi, vậy là anh chị đã vừa nghe sơ qua về cách thức mà Quang cũng như các anh em đầu tư trong năm 2020. Thì thật sự năm 2021 Quang vẫn đầu tư theo phong cách như vậy thôi, mà năm nào cũng như vậy. Mình phải hiểu rõ cái khu vực đó, mình phải hiểu rõ cái giá trị đúng của mảnh đất đó,
qua nhiều hình cách thức để mà mình định giá. Có hơn 5 cách thức để mà mình định giá, thì trong forum, trong khóa bất động sản Việt Nam là Quang và các anh em đã nói rất là kỹ. Các bạn anh chị phải hiểu rõ được khu vực đó, phải định giá được thì anh chị hãy đi mua. Đó, còn không thì ví dụ như anh chị nghe cái khu vực này nó chuẩn bị làm thế này, nhưng anh chị đang mua giá của tương lai 1 2 năm, thì trong thay vì người ta những cái điều đó nó tới, những người khác người ta đã bắt đầu người ta lời rồi, nhưng anh chị phải đợi 1 2 năm sau rồi anh chị mới bắt đầu lời. Đó, tại vì anh chị đang mua giá cao hơn so với hiện tại, nên cái mà anh chị thẩm định được giá của bất động sản đó nó rất rất là quan trọng. Và tiếp theo là như cô nói là lời từ khi mua thì cứ mua thôi. Đó, thì cho dù là trong năm Covid nó xuống 900 thì anh chị đã mua được 850 800 rồi thì tại sao không mua? Đó, nên mới nói rằng Quang vẫn mua bình thường, chứ anh chị đừng nên đọc báo là nó sẽ xuống rồi anh chị đi theo đám đông là phải đầu tư vô một khu vực, mà đầu tư những cái ca mà nó quá dễ, những ca mà nó giống như là nó đã trước mặt hết trơn rồi, bao nhiêu nhà đầu tư họ lãi hết trơn rồi, thì gần như là giá anh chị đang mua gọi là cao so với hiện tại rồi và gần như không có trả giá được. Đó, nên khi mà Quang mua những bất động sản là gần như là những bất động sản này nó không có nằm trên thị trường, nghĩa là nó không có nằm trên những trang web rao vặt mà là nó nằm ở dưới market. Đó thì mình mới có thể mình deal được, mình mua lời được khi mua, rồi những cái tiện ích nó tới mà mình có thể mình tính toán lượng trước được thì anh chị vẫn lời bình thường cho năm 2020. Giống như năm 2020 vừa rồi cách đây mấy tháng đó, Quang có làm một cái clip mà Quang Quang lướt tiền trên đó, Quang chỉ mới đặt cọc 150 thôi và Quang đã trong vòng khoảng 1 2 tuần mà có đã có người giá trên 300 rồi, mà trong khi Quang hiện là 1 tháng sau Quang mới trồng tiền đủ, thì mình bán qua cho bên người thứ hai luôn, mình lướt trong vòng 1 2 tuần đó luôn, thì có rõ rằng là quan lời 200% không, từ 150 mà quan bán được tiền trên 300 mấy, nghĩa là quan lời 200% trong vòng chưa tới 1 tháng đó. Thì đây là phải có những thông tin tốt đó, đặc biệt cũng nói luôn cụ thể rằng là quan mua trong cái khu đô thị Mỹ Gia đó, mà bệnh viện người ta đang xây đó đó, mình phải mua vị trí tốt nè, mua giá tốt nè, đó rồi bán đúng thời điểm, ra hàng đúng thời điểm, thì chuyện mà 1 2 tuần mà lời 100% cái tiền mà mình đặt cọc đó hoàn toàn có. Những anh chị đầu tư bất động sản là sẽ thấy. À, coi như ngày hôm nay là ngày kết thúc năm 2020 rồi đúng không Quang? Thì sang năm mà mình đến năm 2021 thì hy vọng là mọi thứ nó, vaccine cũng đã có rồi thì hy vọng là mọi thứ nó sẽ sáng sủa hơn và cuộc sống thì nó lại ổn định trở lại, thì giá bất động sản nó lại tăng. Nó tăng nhiều luôn á, có đó, tăng nhiều so với năm cái đó có 2020. lẽ là những cái thông tin mà ai cũng cũng đang mong mong đợi. Cả thế giới mong đợi. Đúng rồi. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong năm 2021. Và mình chúc các bạn các anh chị nhiều sức khỏe và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.